theo quy luật luôn. Mong là sẽ được hai. Hồi hộp ghê rồi đấy. Một. Chờ đợi thôi. Một này. Hai này. Run lắm rồi. Một. Quá là run rồi. Một này. Hai này. Chờ đợi thôi. Không chờ đợi thì biết làm sao được. Một. Một này. Hai này. Chào mừng các bạn đã đến với Bảo Nam Game TV. Ok, hello chào anh em. Mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục cái series ép đồ, hôm nay mình sẽ thử thách ép tất cả các loại đồ. Đấy, tất cả những đồ gì mình có nhá, mình ép không dùng bùa. Và nó thực sự là hết tiền mua bùa anh em ạ. Còn có 135k thôi, mua được đúng một cái. Hôm nay mình sẽ ép cho anh em xem, không dùng bùa anh em nhé. Có khi mình sẽ chuyển sang class khác, nên là đồ của class DK này mình sẽ ép hết, mong là sẽ lên được 1-2 món gì đấy, lên tầm 11 hoặc 13 em nhé. Ok, bắt đầu ép cái giày này trước em này. Ép cái giày, ép này kiếm điện đi. Ép cái kiếm điện này đầu tiên đi. Kiếm điện đầu tiên em nhá. Một viên này. Đấy, viên trao này em ạ. Tỷ lệ thành công là 75%. Đấy, tỷ lệ thành công là 75% anh em ạ. Đang ép với ông Mura này, chắc là rất là đỏ. Đấy, ông này xịt nãy giờ này. Đây là mình rồi. Không biết xịt hay không. Lên 10 chắc chắn là dễ rồi. Lên 10 thì rất là dễ rồi. Đấy, lên 10 quá đơn giản anh em ạ. Chúc mừng quyền lắm nhỉ. Mọi người chúc mừng nhé. Tiếp tục đến cái cuồn đi. Mình ép so le nhờ. Ép tiếp phát nữa anh em ơi. Ép tiếp phát nữa đi. Ép tiếp phát nữa. Mong là lên. Hy vọng là lên anh em ạ. Hy vọng là lên. Một này. Hai này. Một. Hai. Và một viên trao này anh em ạ. Một viên trao. Tỷ lệ thành công là 75% lên 11. 75% lên 11. Căn cho Gobin nó ném nhá anh nhá. Ném 3 lần. 1 2 3. Ai ôi, 4 lần cơ. Ôi. Quá dễ anh em ạ. Để quá dễ, lần này nó ném 4 lần luôn. Nó ném 4 lần luôn anh em ạ. Quá ngon rồi. Tiếp tục đến cái gì đây? Cái khiên trao anh em nhé. Cái khiên trao này. Tiếp tục đến cái khiên trao. Cái ở bình thường này. Nếu mà khiên trao tịch thì mình sẽ dùng cái vũ khí này. Đấy, đã tính toán trước hết rồi. Toán hết rồi anh em ạ. Nếu mà xịt thì sẽ dùng hai vũ khí. Mong là lên tiếp anh em nhé. Lên 10 rồi anh em ạ. Quá ngon anh em ạ. Tiếp tục phát nữa nhé. Mình đi thả nén ngọc cái. Nửa đi. Giải nén ngọc này. Ngọc tâm linh 10. Hồi hộp quá anh em ạ. Rất là hồi hộp vì đồ tâm huyết của mình. Đồ tâm huyết của mình sợ, rất là sợ xịt luôn. Cái hợp bình thường, đừng có xịt nhá. Đừng có xịt nhá. Một này. Hai này. Một, hai. Tâm huyết của mình cày tháng nay anh em ạ. Rất là tâm huyết. Tiếp tục căn nó ném 3 lần nữa anh em nhá. Một. Một này. Hai này. Ba này. Xịt rồi anh em ạ. Rất là buồn. Xịt rồi anh em ạ.
Buồn quá, buồn quá. Lên 11 là xịn. Ghê ghê nhỉ. Giỡn hết cả người. Khiên nó chỉ khiên 4% thôi, nên là mình không thích cho lắm anh em ạ. Là mình cho ra đi. Đấy. Đá lên ngọc này. Tiếp tục lên món gì đây? Set này thì đập thì không bao giờ lên được rồi. Nhìn nó không có option thì may mắn đấy, không có ốp may mắn anh em ạ. Không có ốp may mắn nên là rất là khó lên thì mình không đập đâu. Để clip lần sau đi. Clip lần này là ép cái gì đây? Cái gì nhỉ? Win nhỉ? Cho win lên anh em nhá. Cho win lên à thôi. Cái gì nhỉ? Mình đập cái kiếm này em nhá. Cái thiên tử kiếm cấp 2 lên cộng 10. Cái này phải cho bùa nhỉ? Cái này phải mua cái bùa chắc. Hết đi. Đấy, hết sạch anh em nhá. Không còn tiền đâu. Hết rồi anh em ạ. Hết rồi. Cái thử bình thường nhá anh em nhá. Cho thiên tử kiếm vào. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Và một viên ngọc hồn nguyên anh ạ. Một viên ngọc hồn nguyên. Tỷ lệ thành công là 65%. 60, 70 này. 75 này, 75% anh ạ. Tỷ lệ thành công là 75%. Lên không anh em? Cái này mày ép rất là nhiều lần rồi, lên được đúng 14 là tụt anh em ạ. Lần này tụt không tiếc nữa, vì nó đã tụt nhiều lần. 1, 2, 3, lên 14. Quá là ngon anh em ơi. Có nên lên 15 thôi nha. Lên 15 không, chắc là không thể lên được, hết bùa rồi mà. Hết bùa thì không thể lên được anh em nhé. Hết bùa thì không thể lên được. Đấy. Tiếp tục lên cái chân này đi. Rất là bình thường này. Chân này lên cộng 12 nhé. 1, 2, 3. Và một viên trao. 14. Cái này khá là may mắn đấy. Khá là may mắn đấy nhỉ. Có lên không? Cái chân này mình không cần lắm em nhá. Vì nó giảm sát thương 4%. Với gia tăng lượng mana lên 4% thì mình không cần. Nên là nó xịt cũng được. Đấy. Xịt luôn. Nó cũng xịt luôn. Tiếc nhỉ, này cho lên 10 mọi người. Này không có lúc thì khả năng mất là cao này. Khả năng mất đồ rất là cao. Khả năng mất đồ rất là cao nhỉ. Doria giả lên đi. Doria nhỉ. Giải nén ngọc này. Hồn nguyên giải tán. Rồi. Khả năng mất cái quần rất là cao. Lên cộng 10 này không có lúc. Mà cũng không có cách nào ép lên được. Bắt buộc phải ép rồi. Bắt buộc. Bắt buộc anh em ạ. Bắt buộc phải ép thôi. Không có chần chừ. Căng quá anh em ạ. Căng ghê luôn đấy. Mất rồi. Không, hay đấy, cay giá rồi nhỉ.
cho lên 15 không bùa đi. Cày rái rồi. Cày quá nhỉ. Mất hết đồ rồi. Không bùa. Không có bùa. Ngọc tâm linh. Thực sự là cũng hết bùa rồi. Hết bùa rồi nhỉ. Viên trao anh em. Phát này là phát căng thẳng nhất của mình đấy. Một là mất. Mất thì mình sẽ đổi thành chết Hion mọi người nhé. Mình đã xác định rồi. Nếu mất cái kiếm rồng này mình sẽ chuyển thành sang Hion. Còn có kiếm rồng thì mình sẽ chuyển đổi cái kiểu khác. Đúng như vậy. Cơ hội cuối cùng của mình. Thế nào anh em? Liều ăn nhiều à? Căn 3 lần nhá. 1 này, 2 này. Căn đúng 3 lần em. Đúng theo quy luật luôn. Mong là sẽ được. 2. Hồi hộp ghê luôn đấy. 1. Chờ đợi thôi, chờ đợi thôi. 1 này, 2 này. Run 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 lắm rồi. Quá là run luôn. 1 này, 2 này. À, chờ đợi thôi. Không chờ đợi thì biết làm sao được. 1. 1 này, 2 này, 3. Không biết nói gì rồi. Không biết nói gì luôn. Thất bại. Thất bại rồi nhỉ. Anh em ơi, thất bại. Không biết nói gì luôn, thất bại, thất bại. Ai dài dài dài. Thất bại rồi, cái kiếm dòng tâm huyết của mình. Bao nhiêu ngày nay à. Không đập đồ nữa. Giờ đen rồi. Không còn gì để mà dùng nữa rồi. Không còn cái gì để mà dùng nữa rồi. Cái kiếm dòng cũng đã ra đi. Cây kiếm đồng cũng đã ra đi anh em ạ. Buồn ghê đấy. Mình phải làm sao đây? Mình làm sao đây anh em? Buồn ghê đấy. Mất kiếm đồng 2 rồi. Gì đây? Ghê. Quá. Chán quá. Mình nốt 2 món này. Nó hoàn thành cái tâm nguyện này. Đam mê. Quá nhỉ, đã căng thẳng rồi, căng đã hồng chết ngáo mẹ mất rồi nhỉ, cái gì đang xảy ra với mình vậy trời, cái gì đang xảy ra với mình đây, cái gì đang xảy ra với mình đây, ai, cái gì vậy anh em? Chán quá anh em. Chán ghê. Biết nói gì rồi. Chán lắm anh em ạ. Chết 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 chết. Ok. Mình sẽ dừng clip tận tại đây vì đã hết đồ mà quá đen này nhỉ. Thế này thì hết để làm kỷ niệm. Thực sự là không thể ham hố được nhỉ.
định không có bùa nhiều tức không? Không có liều ăn nhiều đâu anh nhỉ. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc anh em nhé. Anh em hãy cho mình một like và một subscribe để mình lấy tinh thần đập xếp này. Anh em ạ, tinh thần đập xếp này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.